Tôi được sẽ hỏi ông về một chút về cái vấn đề mà tại sao lại ông không có ở nhà với lại là ở trên kia với lại là cùng hai anh em hải sử đấy không ạ? Xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu của bác ạ. Và cũng có thêm là một số câu chuyện thì muốn chia sẻ gửi tới cho tất cả các bác cô chú anh chị mạnh thường quân ở trên kênh là cùng biết. Và hôm nay cháu Lực lên thì các bác nhìn thấy thời tiết rất là nắng đẹp. Trời thì trời xanh này, mây trắng và nắng vàng nữa. Ở trên bản làng thì hiện tại là có một số hộ thì đã là được gặt lúa rồi cô bác, còn là một số hộ thì vẫn đang chờ ngày, đang chờ đến ngày để mà gặt. Như ở phía trước mặt của các bác là ruộng của ông cô bác ạ, à. Ruộng của ông của hai anh em hải sử đấy. Chắc là cũng chuẩn bị là được gạt rồi. Cháu được nhìn thấy là có những thửa thì đã nhấp nhóa là màu vàng rồi. Còn những cái thửa này thì có vẻ như là còn hơi xanh lá một chút cô bác ạ. Ở cái chỗ mà cháu được đang ghi hình này cô bác này, phía này là những cái thửa ruộng của nhà ông. Nhìn cũng khá là nhiều đấy, nhưng mà để mà gạt ra thì cũng rắc rơi vào tầm độ là 5 đến 6 bao thôi. Đối với lại là một mình ông thì cái lượng thóc mà 5 đến 6 bao thì có thể là dư sức đủ ăn rồi. Trước kia thì là ba ông cháu là còn ở với nhau, cho nên là còn làm ruộng này, làm nương này, mọi cái là tất cả còn chung với nhau. Đấy, nhưng mà sau khi mà hoàn thiện nhà mới là được một thời gian rồi thì cũng có cái câu chuyện mà ông không có ở với lại là hai anh em hải sử nữa. Và hai anh em hải sử thì lên trên nhà mới ở trên kia là ở cùng với lại là thêm là vợ của Sử nữa. Và hiện tại thì em Sử thì đã lập gia đình rồi. Đấy, tuy nhiên thì là vẫn chưa cưới cô bác ạ, vẫn chưa cưới. Để trong lúc đảo mà các em cưới rồi thì cháu được sẽ lên chia sẻ một cái video để gửi tặng tới cho các bác cô chú anh chị. Và em Hải thì hiện tại là đang đi học, còn ông thì trước kia là một thời gian thì cũng có ở với lại là hai em là nhà chú đấy, nhưng mà có vẻ như là không hợp, thành ra là lại không ở nữa, hay là bố của các em là lại cho đi ở, lại cho đi về nhà. Ngôi nhà thì nhìn từ trên cao xuống thì các bác nhìn thấy trong khá là khang trang các bác nhỉ. Đấy, nhưng mà khi mà đi vào trong nhà đấy thì phải nói là một ngôi nhà khá là chật hẹp cô bác, chật hẹp cô bác ạ. Và những cái con đường này như này thì nếu mà như các bác có theo dõi từ những cái thước phim video đầu cho Lực đăng tải lên đấy, thời điểm hiện tại thì cũng không có xa lạ với lại các cô bác nữa rồi. Vậy ở đây thì cháu Lực cũng rất là tò mò về cái lý do mà tại sao ông lại không có ở cùng với lại là hai anh em hải sử, có cái vấn đề gì xảy ra không? Tại vì là cái ngôi nhà này thì thật sự ra thì các bác, tất cả các bác là yêu quý là thứ nhất là yêu quý hai anh em hải sử và thương hai anh em hải sử, và thứ hai thì các bác cũng yêu thương là ông. Thấy trong cái thời gian vừa rồi, thời gian vừa qua ấy, thì ông có công nuôi các em là lớn và trưởng thành đến một cái ngày hôm nay. Đấy, tuy nhiên thì là một ở trong ba ông cháu ở trong ngôi nhà thì khá là nhỏ bé và khá là chật hẹp. Các bác thương thì các bác gửi những cái tấm lòng vàng tạo ra một cái quỹ để mà giúp đỡ cho ba ông cháu có ngôi nhà mới và khang trang.
Nay lên thì không biết là có gặp ông ở nhà không đấy các bác ạ. Đấy, cửa thì thấy là đóng cửa rồi nhưng mà không thấy là khóa cửa các bác ạ. À, trước cháu Lực lên thì có làm cho ba ông cháu là về cái ổ khóa này để tránh trường hợp là bị trộm thóc hay là ngô gì đấy. À, cái khu bên này là chỗ ngủ cũ của em Sử của bác ạ. Em Sử thì là người Anh, thành ra là em ấy cũng ngủ ở ngoài thì mà trông coi những cái gia súc gia cầm này. À, có vẻ như là trâu là cũng vừa mới có cỏ ăn cho nên là chắc là ông cũng ở gần ở đâu đó là ở đâu đây thôi. À, đi tìm ông một chút cô bác. À đây bắt gặp ông. Bắt gặp ông đang nhổ đang làm vườn của bác ạ. Ừ dê, lắng dê nhau vào đây. Đang sọt phát ra dê. À, ông ấy đang làm vườn cô bác ạ. Bây giờ cháu Lực sẽ cho ông gửi một lời chào tới các bác bằng tiếng Mông của bác nhé. Dê hát cầm nhong rong vẫy tay vào mình này báo dê. Nhong rong với dê. Thôi dâu dòng À, câu từ nhong rong là từ xin chào ấy. Dè mắt này đừ mê. À, ông thì cháu Lực hỏi là vừa mới về thôi cô bác. À, khâu dè sắp ban hòn bà. Nửa ban hả? À, chắc là lúa ở nhà ông thì mấy hôm đúng không bác? Ở dưới kia thì cháu Lực nhìn thấy là có những hộ thì đã gặt rồi cô bác này. À, hộ nhà kia là cái sớm hơn đấy. Cái sớm hơn so với lại là nhà ông. Thôi bán hòn khâu ấy, cơ ta dè hòn à, thôi bán à, là hòn à. Ồ. Có cù á? Chắc cũng không. Ồ, và lừ riêng nổ. Hỏi ông là mấy đứa đến mùa gặt thì có ai ra phụ giúp ông không? Thì ông bảo là đi đổi công của bác, để đổi công về. Ông này năm nay là cũng hơn 80 rồi đấy, nhưng mà ông thì vẫn còn là khá là khỏe của bác ạ. Thủ văn này mi nữ chín mẹ chứ? Thủ văn mi nữ chín mẹ à? Cái mình yêu. Mi nữa? Hỏi ông bảo là thời gian này ông có thịt để mà ăn không đấy, thì ông bảo là không có bác ăn nguyên rau thôi. Cháu Đức sẽ hỏi ông xem là ông người cao tuổi này thì có chế độ gì không. Lúc mà dê mi đây bẻ xếp lại bên đây, đây chiên người cao tuổi vào đây à, nhưng mà đây nó à thế là ông là chưa chưa được đâu các bác ạ, là chưa được tiền là chế độ đâu. Cùng ông là nhổ một chút này. Đi mà thằng nữ tôi xử với tao nó một thế này đơn này. Thế gì đấy? Cái tay á. Vừa rồi từ trên nhà xuống thì thấy mỗi là vợ của Sử là ở nhà thôi. Em Sử thì không biết là đi đâu rồi. Dê cái chín ngay giảm ấy. Chị dài. Ông thì ăn cơm mà xong rồi các bác. Bây giờ thì giờ đâu đó tầm là 9 giờ thôi nhưng mà hầu như là độ tầm 8 giờ thì đã ăn cơm rồi. Đấy, xong rồi đến lúc tầm độ 1 2 giờ thì bắt đầu ăn cơm chiều. Thằng năm mà già cả gì? Thằng năm mà già cả. Ở năm mà ở xưa gì nó nó. Vừa rồi thì cháu Lực có từ dưới kia lên thì có mua cho ông là một lọ sữa ông Thọ của bác ạ, một lọ sữa ông Thọ với lại thêm là hai thêm là hai lọ sữa Farmy cất ở trong cái túi này.
À đây. Đi trong quá trình đi thì nó hơi bị là nát, nó hơi bị sập một chút rồi cô bác. Lọ để đây đã, tí cho ông sau. Này dê á. Dê cái thuốc bột tốt chứ mấy. Ai lưu Có thuốc chưa ta? Đây. Chỉ năm uống hơi, nó bởi sáng năm rồi. Thế là có khá là nhiều cỏ dại này cô bác này. Những cây cỏ dại này, nhổ quả bớt đi thì nó mới lớn được. Ra phía bên kia thì ông nhổ là gần hết rồi. Có văn có số con S là ảo nên nung mà ta dê chú á Ê, lên bữa tay à? hỏi bữa ta chú ra Lên chỗ tay cái trái hốc trắng à? à Lên chỗ đây lấy tàu xử thế. à Thế là có mấy người bạn mấy bạn nhỏ ở nhà chú đấy cô bác là có người thì đi làm rồi, thành ra là không ai ở nhà phụ mẹ, phụ với lại bố mẹ ấy. Nga áo ấy bắn thả xây đi đang đi làm viện tâm ấy. Xây lục thả này tại cũng thèm này. Văn nhà tại cũng giờ văn nhà mà này bụng mà. Giờ văn này chính mập rồi. Hôm qua thì cháu Đức có bắt gặp là chú của hai anh em hải sử đấy cô bác. Có không biết là bị nào mà bị mắt sưng hết cả lên, mắt sưng hết cả lên nhìn khá là ghê, và đã đi xuống bệnh viện là ở huyện rồi. Hiện tại là chắc là được nằm viện ở huyện rồi cô bác, khá là xa cô bác ạ, phải tận là tít cái chỗ mà sương mù dày đặc kia kìa. Nhìn ông thì dáng người của ông thì khá là bé bé của bác này, tuy nhiên thì ông khá là khỏe. Mua cho ông thêm một lọ sữa ông Thọ nữa thì để lúc mà ông đi làm về của bác đói đói thì ông pha để mà pha với nước nóng uống một chút thôi. Bây giờ này thì ông cũng trồng thêm những cái cây đậu bắp này của bác này, làm cái hàng cái cây để mà nó leo lên ấy. Cái này thì mấy nữa là ông nếu mà ăn không hết ấy, thì cũng ông là sẽ đem đi ra chợ để mà bán các bác, để mà chợ phiên ấy. Phụ giúp ông hay nhổ cỏ một chút đã của bác ạ. Ôi này cái này sắc rơi nhỏ nhỏ. Cái cỏ còn sắp tốt bằng rau rồi của bác ạ. Thôi anh dê cái bầu nó nổ nó bật hốc này này. Dê bà ta ta lăng ảo nó dù dây có bà ta tôi ta sử dụng nó lấy chứ nó bổ cán mê. Tôi sẽ hỏi ông về một chút về cái vấn đề mà tại sao lại ông không có ở nhà với lại là ở trên kia với lại là cùng hai anh em hải sử đấy cô bác, xem là ông có cái điều gì mà không phận ý với lại là hai anh em hải sử không. Đôi lúc thì trước kia thì cháu Lực cũng có nghe hai anh em hải sử nói rằng là đôi lúc ông đi uống rượu về, thành ra là ông nói các em ấy thì các em cũng không có thích. Thì nếu mà để mà như kiểu mình làm con làm cháu ấy, cho nên là đôi lúc thì người lớn nói một hai câu thì cũng không có nên là tự ái sớm quá. Còn hải á, giờ chỉ lo mà lên hải đi buổi ngày ta dúi nữa. Cả đây dây cái chủ bộ tộc chủ bộ tái chủ trăm chín khâu chưa chú nó bộ cán mê hóc na cái chú nó bộ cán mê gì cho nên cũng chỉ biết là bảo vệ ông là thôi thì bây giờ cũng không ở với lại là con là chú nữa,
nhà con chú thì cũng không có xuống nữa, cho nên là lên ở cùng với lại là hai anh em hải sử thì ruộng nương này làm ấy thì ông đứa vất vả hơn một chút, chứ không là chứ bây giờ là ông sẽ tự một mình là tự làm hết cả cô bác ạ, cày cày cuốc nữa. Thứ na bên thứ các ý xứ các thứ phây mới nó thú văn à. Ê, thì na đấy là một xe nào đấy, ổ đi mai hổ đi cầm xe. Ồ, giờ bà hát tối hóc hơi chưa? Ừ, hát đi cầm một hổ. Hát bộ hóc hả? Ừ, hát đi một Ừ. hổ. Nói với ông thì ông có như nói như nào thì cho lực là chia sẻ lại như thế thôi cô bác ạ. Ông bảo với ông rằng là sau này đến cái lúc mà mùa vụ ruộng nương này này thì sử thì có máy để bảo là em sử em ấy làm cho ông. Ông thì cũng có bảo rồi nhưng mà cũng không thấy là em sử là làm ấy cô bác. Một lưu dây sắt chỉ mà có chứng dễ nên một lưu là ảo lưu đó hai ta xử à Thế giờ cho một dấu luôn. gì mà sao Hay một dấu dây luôn. bộ hát tù hai hai ta xử chưa Ừ. lần lần lát nữa nếu cầm con lái lấy dây Ừ. cho lúc cũng có bảo với ông rằng là sau này mà không làm được gì nữa thì biết là ở với ai đấy, thì bảo ông là hiện tại thì nhà chú trên kia thì cũng có khá là đông người đấy, khá là đông người cho nên là ruộng nương nhà hai anh em hải sử thì cũng có ít đấy, cho nên là cho hai anh em hải sử là chăm sóc ông để những cái phần là ruộng nương của ông ấy thì sau này hai anh em hải sử mới được làm. Ở trên bản thì thật sự ra thì nếu mà để không có ruộng nương đâu á, không có ruộng nương là coi như là không có gì luôn đấy. Ông thì một mình thì ở thì ông cũng rất là chăm chỉ của bác. Đôi lúc thì có những lúc thì ông đi ra ngoài là uống rượu, uống chè một chút. Có bác nữa bây giờ chỉ lâu bé chè. Phải Phải á? phải Thời gian này thì ông cũng không đi đâu uống rượu mấy rồi các bác. Bác cả này đắm đứng sơ đứng dê bác cả này à? ừ Hải thì có thể là sau này học ở lớp 9 thì nếu mà em ấy muốn đi học với cấp 3 thì em ấy lại tiếp tục là đi học cấp 3 thì ít ở nhà hơn cô bác ạ. Đi học ở cấp 3 thì lâu lâu thì mới về một lần thôi. Xa nữa. Tầm mà 1 tháng thì về một lần. Như hiện tại là em chùa cô bác ạ. Không biết là các bác còn nhớ em chùa không? Em chùa thì cũng được là có duyên với lại bà bé thì bà bé cũng có hỗ trợ cho em chùa là đi học. Hiện tại thì là em ấy đang ở với lại em rể của cháu Lực cho nên là mỗi lần mà em rể cháu Lực về thì cháu Lực là cho em ấy về cùng với em rể luôn. Đấy, hai anh em là ở với nhau. Em rể cháu Lực thì hiện tại là còn đang dạy về cấp 3. Đang dạy cấp 3 cho nên là cũng xin phép ý kiến của bà bé rồi là cho em rể mà lên ở ở cùng với lại là em chùa để cho kèm cặp em chùa nữa. Đấy, ông còn chơi một cái cuốc đi làm vườn là cái cuốc mà bị gãy một bên rồi các bác này. Cô bái này xoạt viên này chai lên trên nổ. Cuốc là nó không bị gãy như này thì cũng làm cũng khó của bác, nó to quá thì cuốc là toàn đi vào râu thôi. Cũng có nhiều cô bác cũng có
Chỉ trách về em xử đấy các bác thì đôi lúc thì ông đôi lúc thì ông cũng không có chia sẻ thật với cháu Lực, thành ra là đôi lúc là cũng không biết. Còn như về em xử thì em ít học hơn, cho nên là về cái phần về cái cách mà ứng xử của em thì em sẽ không có biết, không em sẽ không có biết ứng xử làm sao mà để cho nó hợp lý của bác ạ. Sử thì cũng là một cái thanh niên mà khá là ít nói. Trước thời xưa mà Gió Lực đi xuống chia sẻ đấy thì lúc đấy gặp Sử thì phải nói là trông như người rừng luôn cô bác ạ. Đến thời điểm năm năm nay thì em mới bắt đầu là em ấy thay đổi là nhiều. Thứ nhất là cũng không phải là đi lấy củi đi bán này, cũng không phải là đi làm thuê vất vả như trước nữa. Trước kia là đi làm thuê còn về là còn là đưa tiền cho ông ấy. Đưa tiền cho ông để ông đi mua thức ăn sinh hoạt này. Em mới mới xin phát nhưng mà này. Em mới mới xin phát này nhưng mà. Cái này gì ấy ấy cái mà bác sĩ Ồ, thưa bạn xin phát cả này. ơi ơi ông mà thì lặng như chuyện kẻ mà dân cá À, thế là thời gian này là rau cải nên con bác này còn bé quá là ông cũng chưa có được ăn. À, toàn đi trên nhà chú là lấy cái quả su su về ấy, su su về để mà nấu canh thôi. Ăn thì thịt thà không có, nhìn rất là gầy. Sang buổi sau cho Lực lên thì cho Lực sẽ mua cho ông là thêm một chút tiền thịt về để cho ông. Lâu lâu là cho Lực cũng chỉ mua được cho ông là một hai bữa thôi, chứ không không có thể là mua suốt được cho ông cả. Khi mà hai ông cháu ba ông cháu của bác là mỗi người ở một nơi thì khi mà cháu Lực chia sẻ lên thì các bác cũng rất là buồn. Cháu Lực cũng đã bảo rồi là cái ngôi nhà này thì không phải là làm cho một mình là em xử em hài cả, mà làm cho là cả ba ông cháu. Và tuyệt đối là cái ngôi nhà này là trên tất cả cái giấy tờ mà cháu Lực làm trước kia đấy là không được phép là giao bán. Chỉ được phép ở thôi, không được phép giao bán. Đất thì hiện tại là vẫn là còn là đất của ông thôi. Vì là nếu mà có chuyện gì mà liên quan tới tính mạng con người rồi, nếu lúc đấy ông không có tiền thì lúc đấy thì cháu Lực sẽ xin phép các bác thì mới lại câu, mới xin phép các bác lại trên kênh. Là mà xử lý như thế nào thì lúc đấy thì các bác mới cho cháu Lực ý kiến chứ. Cháu Lực cũng là người đi làm chương trình thôi chứ cháu Lực cũng không có phải là người là quyết định cả. Làm xong thì các em ăn ở thì các em ăn ở sạch sẽ thì đấy là việc của các em, mà các em ăn ở gọn gàng thì là việc các em. Khi mà làm ấy có tiếng thơm thì cháu Lực cũng được ăn ở mày nở mặt, còn có tiếng xấu thì cháu Lực cũng phải ngấm ngùm mà chịu đựng thôi. Cũng thời gian vừa qua thì đôi lúc thì cũng có rất là nhiều những cái cô bác ở trên ở dưới xã ấy, các bác thì cũng bắt gặp ấy, thay đổi các em thay đổi như thế từ cái này sang cái kia thì thấy là các bác cũng cô chú ở dưới kia thì cũng có đôi lời là nói với cháu Lực. Nắng hôm nay thì rất là đẹp cô bác ạ, nắng hôm nay ấy. Hai ông cháu là sau một cái thời gian nhổ thì cũng sắp hết rồi các bác. Tí nữa thì đi lên nhà sau làm cùng ông làm xong đó. Ông này cũng có nuôi thêm là hai con chó đấy. Chó của nhà hai anh em Hải Sử thì đợt trước mua chó đấy các bác ạ. Không biết là bị bệnh hay là bị gì nó chết rồi, chứ không là nếu mà tung to bằng con này này. Ủa mà nó nhẹp mà gì nó. Ra bên này thì có vẻ nhổ là cứng hơn đất này ấy.
Không ngờ khá là nắng rồi đấy các bạn ạ. Thời tiết này thì bây giờ đang chuẩn bị là cái thời tiết mà mùa gặt rồi. Thời gian vừa qua thì phải nói là năm nay thì là cái năm mà thiên tai rất là nặng này. Thiên tai là ảnh hưởng tới là tài sản này, vật chất này, tính mạng con người nữa. Vừa rồi nắng quá thì trận lực không có ghi hình đâu mà hai ông cháu thì một tí nữa là nhổ xong rồi. Thật tiết là nắng như này thì nhổ cái cỏ thì nó rất là thích hợp các bác ạ. Đây thì không biết là ông trồng thêm là cái cây gì đây cô bác ạ. Nay 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 cái cắn cái gì? Lá nó thì ở trên nó thì là màu hơi xanh một chút cô bác này, ở dưới thì nó lại phần hơi màu đỏ đỏ nhạt một chút. Đây, vén ở dưới lên là toàn là đỏ đỏ đó cô bác ạ. Con tóc dê dù có đầm phát lại nó dê nó hồi nên nên này mình thì năm năm trước thì là trồng nhiều hơn cô bác, năm trước là trồng hết cả cả cái thửa nương ở đây, nhưng mà năm nay thì một mình ông thì ông không có làm được nhiều cho nên là ông trồng có một mảnh nhỏ nhỏ thôi. Ồ, ở đây thì có vẻ như là ông dùng thuốc để phun hay sao cô bác này. Lá cỏ màu vàng khé hết rồi, hầu như là bị chết rồi. Lo mẹ nào tập riêng mấy gì? Chỗ này thì có vẻ là tốt hơn các bác ạ. Ra phía bên này thì có vẻ như là ít phân hơn. Phía bên trên chỗ trên này là thôn này là cao hơn các bác, thì có vẻ như là đang chuẩn bị được gặt lúa rồi. Còn dưới khu ở dưới kia các bác, khu ở dưới kia thì với còn là rất là xanh này. Chỗ tay cháu Lực chỉ ấy các bác, là nhà cháu Lực là cũng là nằm ở tít xuống dưới kia các bác. Ở dưới kia thì là đông dân cư hơn, còn lên trên bản này thì là ít dân cư hơn đấy. Nhưng mà đa số là hầu như không phải là đa số các bác, hầu như là trên bản này là đa số hầu như là người Mông là sinh sống hết các bác, không có một dân tộc nào là pha cả. Như kiểu là mỗi từng là một dân tộc, từng cao hơn là dân tộc Mông ở, còn từng thấp hơn là những cái dân tộc mà Nùng này, Dao này và Thái này và Kinh nữa, là đều nằm ở dưới khu vực là thấp hơn. Trên cao thì là mát hơn các bác, nhưng mà đến mùa đông thì là lạnh hơn. Mùa đông thì ở trên này thì rất là lạnh. Lên trên một đoạn thì nó là thuộc vào là trong rừng già rồi. Thời tiết là nắng quá, chắc là bây giờ cũng cùng ông là đi về thôi các bác. Thời tiết nào mùa này thì nó nắng nhưng mà không phải là nắng oi các bác. Nó rơi vào tầm độ tháng 3 thì nắng oi nhiều hơn. Không biết là hôm nọ là các chú là phân phun ở đây là có phun liệu là chết mấy cái cây mà hôm nọ là bác Chiêm là bác ấy đem ra để
À, để trồng không đó các bác. Có vẻ như là cây này là bị ảnh hưởng tới lá một chút rồi. Nhưng mà ở trên này thì cháu Lực mình thấy là vẫn còn là ok này. Cây lê này thì là lớn chậm, rất là chậm không bác? Không biết là nó không hợp mà khí hậu hay là như thế nào nữa. Nhưng mà thấy là cây vẫn bé tí này. Đây thì không biết là loại cây này là lê gì đây. Lê này thì là lê cây này thì ông trồng được mấy năm rồi, có hai cây. Công việc làm vườn của ông thì đến bây giờ thì cũng đã xong rồi các bác ạ. Này các xin cơ phun này dè nè. Cái mê lu á, mê lu dân nữa ra. Đây là cái nương của ông là hôm nọ là được con dâu của ông là phun các bác ạ. Đi làm mà ruộng về, ở đây làm mà vườn về xong lại tiếp tục là cho cháu ăn này kia mọi cái nữa. Cái công việc hàng ngày của ông không biết là ông thì đã có mật chưa mùa này ấy. Đây thì cũng thấy là bắt một tổ về này các bác này. Hay nhưng mà ở đây gọi là bắt về để mà nó cho nó là để ở nhà của mình thôi, sợ rằng là sau này có người ta đi lấy đấy, cho nên là như gọi là thuộc dạng ông nuôi đấy các bác. Nuôi thì hầu như là nó tự đi kiếm ăn về thôi, tự đi lấy phấn về thôi. Tổ văn này nó mi tổ năm mẹ gì? Sẽ gì cái này? Nào mà ông lại có thêm mật ong các bác thì cháu Lực xé lại giúp ông là tiêu thụ. Chứ để ông đem ra ngoài chợ bán thì một phần ở chợ bán nó được giá nó rẻ hơn các bác. Cái giá gì? Dù đi máy á? Mi mông tư á? Ồ, bà một căn phải ồ. Ông bảo là bên kia có một cái tổ ông to quá ạ. Nên cho tổ 50 trời nữa chứ. Chả mấy mùi vậy á? Thế là ông bảo là bên kia có một cái tổ ông rất là lớn không bác? Hỏi cháu Lực là có dám trèo không thì đi lấy. Chắc hàng chú cắn béo nổ. Ban đêm thì mới dám đi lấy thôi bác, còn ban ngày thì ai dám đi lấy ông đốt cho này. Có người thì cũng đã đốt vì cái ông đốt này mà chết đấy các bác. Bóng điện năng lượng mặt trời nước bắn bắn là gì? Ăn lấy nước bắn bắn à? Ăn ăn chút quả đây trên một ô cho ăn cho mai hả? Trước ở đây có một cái sạp nữa nhưng mà cái này thì hỏng rồi, ông gỡ đi mất rồi các bác ạ. Ra phía khu bên này thì có vẻ như cháu Lực nhìn thấy là nó cũng có nước nước mà nó bị dò ra các bác này. Ở đây thì nó bị có nước khá là nhiều. Cùng ông rửa tay một chút đã thì cháu Lực sẽ cùng ông là đi vào nhà và gửi cho ông là cái lọ sữa ông Thọ mà vừa rồi cháu Lực có cầm lên cho ông nữa. Hôm nọ thì cháu Lực cũng có lên thì cũng có một số các bác nói rằng là lần nào lên thì mua sữa cho ông. Vào trong nhà thì khá là tối các bác. Mà thì dân đã mang ra dây nọ. Cháu Lực phải bật điện một chút đã thì mới sáng được. Vậy này hơi dè lò sữa ông Thỏ dè và đâu pha 5 chỉ đâu đây dè nó va pha 5 chỉ can can này. Đây, một mình ở trong trước thì ở với lại các cháu, nhưng mà bây giờ thì ông không ở với lại các cháu nữa rồi. Này nó mùa dè nè.
cám lợn của ông gen chứng chỉ tùm quá. Ấy sống chỗ ấy mà. Đây là ông là con nuôi là hai con lợn nhỏ của bác ạ. Hai con lợn là nhỏ nhỏ nữa. Chạy ra có nó trứng lại mấy. Chạy cho mình nít chỗ nữa. Đó. Cái này sẽ tăng trình khâu lên một cách trong à. phút bánh. À, thế là gà là thời gian này không dám thả các bác ạ. Lúa xung quanh nhà là cũng chín nữa, với lại là có thêm là cả lúa của hàng xóm nữa. Thế này thì lên với ông thì ghi hình lại một cái thước phim về cuộc sống hàng ngày của ông không bác, thì chắc là Trả Lực cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi các bác ạ, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú chị ở những số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Xin chào các bác. Thưa bác, hiện tại thì trước mặt cháu Lực có một số mặt hàng được ông Sò lên trên rừng để khai thác về, thì cho phép cháu Lực được giới thiệu qua một chút cô bác nhé. Đấy cô bác, ở trên tay cháu Lực là lá mắt gan rừng để được là ông Sò lên trên rừng để mà khai thác về. Và cái công dụng của lá mắt gan này thì là mắt gan này, lợi mật này, giảm độc này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt hơn, chứa viên gan, xơ gan, men gan cao và gan nhiễm mỡ cô bác. Cái cách dùng của nó thì mình dùng như thế nào không? Vâng, đút vào nước uống hàng ngày. Đút vào nước uống hàng ngày à? Vâng. Đấy, vừa rồi thì là ông cũng đun xác về một chút, thì là để cho Lực là cho tất cả các bác là cùng xem này các bác này. Cái sau khi mà xác nước xong thì là màu của nó là màu hơi đỏ đỏ một chút ông nhỉ? Vâng. Này ông. Uống thì cảm nhận là có hơi một chút là đắng đắng của bác ạ, nhưng mà rất là mát của bác ạ. Đấy, và ở phía trên tay của cháu Lực thì là mật ong rừng này các bác này. Cháu Lực mở cho các bác xem là cái chất lượng mật này các bác nhé. Các bác nghe, các bác cảm nhận nhé. Ui, gà rất là mạnh. Ông ơi, cháu xin mấy cốc kia nào. Cháu đổ ra cho các bác xem cái mật này. Mật thì là rất là đặc sánh các bác. Ui, màu rất là đẹp này. Mật này thì là rất là thơm của bác ạ, mật đấy. Đấy, tất cả những cái mặt hàng mà cháu Lực đang ở trước mặt cháu Lực hiện tại và cháu Lực bán hộ là ông Sò. Nếu như các bác quan tâm tới thì các bác là liên hệ cháu Lực qua cái số điện thoại là để trên màn hình và cháu Lực tư vấn là kỹ hơn các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Ông có lời nào gửi cho các bác không ông? Thì có lời cho các bác các chị. Thì chỉ là lúc này nếu mà chỉ uống bình nước và uống hàng ngày thôi mà cái các chỉ liên quan đến biến thì nhưng mà ít thì gửi đi cho các chỉ các em các chỉ rồi nữa thôi không biết nói nhiều. Xin cảm ơn các chỉ các bác rồi, xin cảm ơn.